Mâu thuẫn vì làm đứt đường truyền wifi, thanh niên dùng dao tấn công ba mẹ con hàng xóm. Vụ 13 học sinh nghi ngộ độc nước ngọt phát miễn phí, phụ huynh bức xúc lên tiếng. Sạt lở ở Hà Giang gây nhiều thiệt hại nặng nề, hàng trăm người dân buộc phải di rời. Xe tải ôm cua va chạm với xe máy, một người phụ nữ tử vong hơn 4.000 hành khách vẫn chưa nhận được tiền vé tàu bảo lưu trong giai đoạn Covid-19. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 vừa qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong và hai người con hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Được biết, hung thủ trong vụ án chính là người sống ngay gần nhà các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 10, do mâu thuẫn tại trang trại vịt của gia đình ở bờ đê thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đối tượng Đào Văn Hùng sinh năm 1987 đã dùng dao bầu tấn công bà Mạc Thị Tê sinh năm 1973 và hai con là Phạm Thị Hát sinh năm 1993 và Phạm Minh Tê sinh năm 1995 cùng chú tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vĩnh Bảo, nhưng do bị vết thương hiểm, bà Tê đã tử vong. Hai con bà T vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Quá trình sâu sát, đối tượng Đào Văn Hùng cũng bị thương ở đầu nên cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Một nguồn tin cho biết nhà của đối tượng Đào Văn Hùng bị ảnh hưởng sau bão nên Hùng có sửa nhà. Trong quá trình sửa đã làm đứt đường truyền wifi nhà bà T, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hùng bị mẹ con bà T chửi bới sinh bực tức nên đã chạy về nhà cầm dao sang trả thù ba mẹ con nhà hàng xóm. Được biết Đào Văn Hùng là lao động tự do, đã có vợ và hai con nhỏ, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 13 em học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi uống nước ngọt được phát miễn phí trước cổng trường ở Thanh Oai, Hà Nội. Hiện sức khỏe của nhiều em đã ổn định song phụ huynh yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và công khai chất lượng sản phẩm. Vẫn nguyên nỗi bức xúc và lo lắng khi con bị ngộ độc phải điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Thanh Oai, chị Nguyễn Thị Hạnh, phụ huynh em Phạm Nhật Thảo Nguyên, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Bình Minh cho biết, sau khi cháu Thảo uống nước ngọt được phát miễn phí ngoài cổng trường thì bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở. Vào viện cháu được các bác sĩ truyền nước, giờ vẫn còn mệt. Ngày 1 tháng 10, nhà trường, đại diện Ủy ban Nhân dân xã và đại diện ban cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi. Chị Hạnh bày tỏ sự lo lắng. Chúng tôi rất bất an, không biết sản phẩm này có gây hại lâu dài cho các con hay không cùng chung tâm trạng chị Nguyễn Thị Lộc, phụ huynh em Ngô Kim Ngân, học sinh lớp 7E băn khoăn về chất lượng sản phẩm các con đã uống khi được phát miễn phí và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ kết quả kiểm tra sản phẩm một cách khách quan chính xác để phụ huynh yên tâm. Là một trong ba phụ huynh có con điều trị tại phòng cấp cứu chị Đỗ Thị Thủy, phụ huynh học sinh Lê Văn Anh Huy, lớp 8D cho biết, Huy uống 2,5 chai nước ngọt sau khi uống khoảng 1,5 giờ thì bị đau đầu, buồn nôn, chướng bụng cháu được nhà trường đưa đến bệnh viện. Sau quá trình rửa ruột truyền nước, cháu đã tỉnh táo hơn và đến chiều 1 tháng 10 sức khỏe đã ổn định. Liên quan đến vụ việc, chiều 1 tháng 10, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Theo Cục An toàn Thực phẩm, đơn vị nhận được thông tin phản ánh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Trung học Cơ sở Bình Minh, thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trong đó 13 học sinh có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi uống nước ngọt được phát miễn phí tại cổng trường. Trước tình hình trên, cục an toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung thực phẩm. Lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn cho các trường học ban phụ huynh học sinh nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc do người lạ cung cấp. Đồng thời, các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát kiểm tra quản lý các nguồn cung cấp thực phẩm trong và xung quanh trường học nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Trước đó vào chiều tối 30 tháng 9, phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai đã tiếp nhận 13 học sinh trường trung học cơ sở Bình Minh nghi ngộ độc thực phẩm vào nhập viện. Các em học sinh này được phát miễn phí nước ngọt đóng chai ngoài cổng trường. Sau khi uống, các em xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên được đưa vào bệnh viện đa khoa Thanh Oai cấp cứu. Sau khi được rửa dạ dày và điều trị, hiện tại sức khỏe của các em đã ổn định và đang được theo dõi tiếp. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến một số khu vực tại tỉnh Hà Giang sạt lở, lũ quét nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại về người tài sản. Đặc biệt, hàng trăm người dân buộc phải di rời đến nơi an toàn khi tiếp tục xuất hiện các vết nứt, nguy cơ sạt trượt trên các đồi cao. Những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to. Tại quốc lộ 2, đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích, nỗ lực săn gạt để thông tuyến, hàng trăm chiến sĩ cùng các trang thiết bị máy móc được điều động đến hiện trường để triển khai tìm kiếm cứu nạn. Vụ sạt lở trên quốc lộ 2 đã khiến hai nạn nhân tử vong, nhiều người bị thương. Trước đó vào sáng ngày 29 tháng 9, mưa lớn khiến hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt xuống quốc lộ 2. Vụ sạt lở vùi lấp nhiều người, phương tiện cùng một số nhà dân dọc tuyến đường. Cách điểm sạt lở trên chừng 500 m hàng trăm hộ dân tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh buộc phải di rời ngay trong đêm hiện người dân đã được đưa đến nhà văn hóa, trường học để đảm bảo an toàn. Tại khu vực đồi đoạn km 54, đoạn qua dốc tối Tôn Tân Thành, xã Việt Vinh, tiếp tục có dấu hiệu sạt lở. Ban đầu xuất hiện các vết nứt, sau đó sạt trượt 1,5 m. Vị trí sạt nằm tại khu vực đường tránh di chuyển vào khu vực sạt lở tại km 240 300 đến km 240 450. Các lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn. Tính đến ngày 1 tháng 10, sạt lở lũ quét trên địa bàn huyện Bắc Quang khiến 3 người tử vong, 3 người mất tích và 9 người bị thương. Có 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng, 182 hộ dân với 716 nhân khẩu phải di rời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và hiện có thêm 51 hộ cần được di rời. Ngày 1 tháng 10, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh cho biết các lực lượng chức năng đã huy động thêm nhiều phương tiện để triển khai tìm kiếm cứu nạn. Ông Quang thông tin thêm, đến nay toàn xã có 4 thôn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, nhiều vị trí đồi cao nứt vỡ, địa phương đã khẩn trương di rời người dân đến các khu vực an toàn. Trước những thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và địa phương triển khai các flycam bay quét các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo và có biện pháp phòng ngừa di rời dân cư, đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ. Chiều 1 tháng 10, Công an huyện Ea Hò Leo, tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị vừa điều tra khám phá nhanh hai đối tượng trong vụ cướp giật 8 chỉ vàng tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea Đờ Răng, huyện Ea Hò Leo, tỉnh Đắk Lắc, gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Được biết, hai đối tượng này là cặp chị em cùng mẹ khác cha chứ không phải đôi người yêu như thông tin đồn thổi trước đó. Hai đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản gồm Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001 và Bùi Văn Quang sinh năm 2004. Trước đó khoảng 18 giờ 20 phút ngày 28 tháng 9 năm 2024, hai đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đến tiệm vàng TD do ông NTP sinh năm 1997 làm chủ cơ sở để hỏi mua vàng. Sau khi ông P đưa cho Duyên một lắc tay vàng trọng lượng 3 chỉ, một nhẫn vàng trọng lượng 2 chỉ và ba nhẫn vàng trọng lượng 1 chỉ một chiếc, lợi dụng lúc ông P không để ý, Duyên đã cầm số vàng chạy ra xe mô tô cùng Quang tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ea Hòa Leo xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Do đó, Công an huyện Ea Hòa Leo đã khởi tố vụ án xác lập chuyên án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét các đối tượng trên, đồng thời thông báo truy tìm đối tượng tan vật phương tiện gây án trên các nền tảng mạng xã hội. Sau 48 giờ tích cực truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ được hai đối tượng bước đầu hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần nên Duyên đã nảy sinh ý định cướp tiền vàng. Sau khi cướp giật thành công, Duyên và Quang đã đem tài sản và di chuyển bằng phương tiện khác đến thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai để tiêu thụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Hờ Lèo đang tiếp tục thu thập cũng có hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Khuya ngày 1 tháng 10, công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ cùng ngày, một chiếc xe tải chạy trên đường Bạch Đằng hướng từ đường Phan Đăng Lưu đi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi ra đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường 15 quận Bình Thạnh thì tài xế cho xe rẽ phải để ra hướng ngã tư Hàng Xanh. Trong lúc đánh lái ôm cua thì va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chưa rõ hướng lưu thông và chạm làm người phụ nữ và chiếc xe máy ngã xuống đường nạn nhân bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ tại hiện trường chiếc xe máy nằm sau đuôi xe tải nạn nhân tử vong bị mắc kẹt dưới bánh xe rất thương tâm nhận tin báo công an quận bình thạnh và đội cảnh sát giao thông hàng xanh có mặt điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân Thưa quý vị, thời gian gần đây, những màn đào tạo nhân viên có thể nói là độc lạ của các CEO mỹ phẩm như bún chung vào tay, dùng cổ uống cong cây sắt đi chân trần trên cành hoa hồng, đầy gai khiến dư luận được phen bàn hoàng sôi nổi. Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đưa ra khuyến cáo đến toàn thể người dân không nên tham gia các hoạt động đào tạo phản cảm như trên. Trước đó, người dùng mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trẻ tuổi được cho là ceo của thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp đang dùng dây thun bắn thật mạnh vào tay nhân viên đồng thời chất vấn người này tại sao chưa cố gắng Hình ảnh được cho là diễn ra trong buổi đào tạo của nữ CEO này đến các nhân viên, nhà phân phối thuộc thương hiệu. Theo đó, đoạn video quay lại cảnh sếp nữ mắng người dân viên rằng do không nỗ lực, thiếu trung thực, thiếu cố gắng, không xứng đáng là người đứng đầu team nên bị phạt bốn dây chung vào tay. Sau mạng dạy dỗ này, tất cả cúi sập xuống. Sau đó, nữ CEO ôm nhân viên và khóc. Đáng chú ý, hình phạt này cũng khiến cả hội trường cục khóc nấc sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội đã có nhiều bình luận bức xúc về hành động của vị sếp trên và khóa học đặc biệt này giống như đa cấp và thật đáng buồn khi tình trạng xuất hiện nhiều hình thức đào tạo đội nhóm bán hàng với các hình thức không phù hợp gây phản cảm như đánh roi bắn dây chung hò hét kích động ngày càng gia tăng ủy ban cạnh tranh quốc gia cho rằng đây là các hình thức hoạt động đội nhóm của các hệ thống bán hàng nhằm kích thích tinh thần nhưng được thực hiện dưới các hình thức không phù hợp về tính chất giáo dục các hình thức đào tạo này có thể gây lệch lạc về nhận thức và tác động tiêu cực đến cảm xúc hành vi của người chứng kiến đáng chú ý các hình thức đào tạo này cũng thường được sử dụng trong các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thao túng tâm lý lôi kéo dụ dỗ người tham gia có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về tinh thần thể chất và thiệt hại về kinh tế để hạn chế thiệt hại không đáng có ủy ban cạnh tranh quốc gia cảnh báo người dân không nên tham gia vào các hoạt động đào tạo huấn luyện có biểu hiện không tích cực như nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất tinh thần và pháp lý đồng thời thông tin kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện các hội nhóm hoạt động theo các hình thức tiêu cực như nêu trên có biểu hiện kinh doanh đa cấp trả thưởng theo mô hình đa cấp để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Ngày 1 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa đột kích bắt giữ Võ Duy Đại, 22 tuổi, quận Cẩm Lệ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Để lẫn trốn cơ quan công an, Đại không chỉ kích tăng cân để thay đổi hình dáng mà đối tượng còn mua thêm súng, đạn để phòng thân khi mua bán ma túy. Qua điều tra trinh sát ma túy xác định, Đại có gương mặt khá hiền lành, nhưng năm 2019 khi mới 17 tuổi, Đại đã bị Toán Nhân dân quận Cẩm Lệ tuyên phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 5 năm 2023, Đại được mãn hạn tù và trở về địa phương, Đại lại tiếp tục con đường mua bán ma túy. Lần này, Đại tình quái hơn khi không ra mặt mà giao ma túy cho chân chết đưa đi giao dịch. Ngày 30 tháng 11 năm 2023, chân chết này đã bị bắt giữ. Khi bị bại lộ đường dây mua bán ma túy, Đại đã trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình bỏ trốn, Đại cố gắng tăng thêm 15 kg trong vòng 6 tháng và đeo kính cận để che mắt lực lượng công an. Đến tháng 7 năm 2024, Đại thấy yên ắng nên quay về Đà Nẵng và chỉ ở nhờ các nhà người quen, bà con họ hàng. Trước khi về, Đại còn đặt mua một khẩu súng cùng 6 viên đạn đầu bằng kim loại để phòng thân. Đến ngày 25 tháng 9, do cần tiền tiêu xài và ma túy để sử dụng đại móc nối với đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy đem về sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau nhiều ngày đêm mai phục lúc 22 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 9 tại khu vực đường Đống Đa, quận Hải Châu, một tổ trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Duy Sơn, 25 tuổi, Đến chiều ngày 27 tháng 9, khi Võ Duy Đại vừa bước chân ra khỏi nhà thì các trinh sát ập đến khống chế. Tiến hành khám xét, trinh sát thu giữ 230 viên thuốc lắc, 80 g ketamin, 30 g ma túy đá, một cân điện tử, một khẩu súng cùng với 6 viên đạn, đầu đạn bằng kim loại cùng một số vật chứng khác có liên quan. Qua test nhanh, đại dương tính với 3 loại ma túy là thuốc lắc ketamin và ma túy đá tiếp tục đấu tranh mở rộng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an quận Sơn Trà làm rõ vụ án bắt đối tượng chân rết của Đại vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại quận Sơn Trà. Đại thừa nhận đã chỉ đạo đối tượng chân rết này đi bán ma túy cho mình. Theo Thượng tá Đặng Bảo Tùng, việc kiên quyết đấu tranh truy xét đến cùng đối tượng phạm tội về mua bán ma túy trái phép là phương châm đã được lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đặt ra. Đây là chiến công thầm lặng nhưng cũng không kém phần gian nan, vất vả, hiểm nguy, rình rập khi đối tượng cầm đầu đã có tiền án về ma túy là sử dụng súng và hiện là đối tượng chính liên quan đến hai vụ án mua bán tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố trong cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo trộm cắp tài sản mà đối tượng gây án lại là người nước ngoài. Tại Thanh Hóa ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu cơ quan chức năng xác định hai đối tượng người nước ngoài là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên. Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định các đối tượng là người nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã thuê ô tô hoặc xe máy rồi chia thành từng nhóm hai đến ba đối tượng đến các tỉnh thành phố để gây án. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy tài sản chủ yếu là tiền. Về đặc điểm nhận dạng, hai đối tượng là nam giới to béo, nghi quốc tịch Iran, đội mũ bảo hiểm màu đen, dạng lưỡi trai, thường sử dụng xe máy e màu đen, sọc xám biển số đã bị làm mờ hoặc che bằng túi ni lông màu đen để phục vụ công tác điều tra truy bắt đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thành hóa đề nghị các cơ quan chức năng và nhân dân khi phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên thì báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thành hóa hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ thượng tá nguyễn xuân toán phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thành hóa Quý vị thân mến, liên quan đến vụ sọc cầu Phong Châu Phú Thọ khiến nhiều người mất tích, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn 4 nạn nhân và 7 phương tiện chưa tìm thấy. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, quân chủng hải quân điều động lực lượng phương tiện trang bị của lũ đoàn 126, phối hợp với địa phương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện. Thực hiện nhiệm vụ nặng nề và khó khăn này, lữ đoàn 126 thành lập đoàn khảo sát địa hình khu vực tìm kiếm người mất tích, xác định các yếu tố liên quan như chiều sâu, tốc độ dòng chảy, xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng, phương tiện chặt chẽ. Theo đó, 30 thợ lặn giỏi cùng các loại phương tiện khí tài hiện đại được điều động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân. Trước đó, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Theo quan sát của chúng tôi, đội ngũ thợ lặn được trang bị khí tài chuyên dụng như máy lặn hở, đồng bộ, máy nén khí cơ động, buồn tăng giảm áp cá nhân, máy thông tin thủy âm đồng bộ, tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân từ khu vực cầu Phong Châu cũ đến khu vực cầu Phong mới mong muốn được chia sẻ mất mát với thân nhân, người bị nạn, các kiếp thợ đã khắc phục gian khổ hiểm nguy, luôn phiên liên tục lặng tìm kiếm theo tầng ca bằng quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ đội ngũ thợ lặn thả phao tiêu đánh dấu vị trí lặn theo hình lưới ô vuông quá trình tìm kiếm nạn nhân thợ lặn của lữ đoàn 126 luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại hiện trường công tác bảo đảm an toàn cho thợ lặn cũng được chú trọng hệ thống thông tin liên lạc duy trì thông suốt từ chỉ huy trên bờ đến chỉ huy dưới xuồng và thợ lặn dưới nước theo trung tá phạm ngọc tuấn anh Phó lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 126, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, lữ đoàn 126 lựa chọn những thợ lặn giỏi giàu kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu nạn ở môi trường sông biển. Trước khi bộ đội thực hiện nhiệm vụ, quân y đơn vị đo huyết áp, kiểm tra tim mạch và tinh thần bộ đội, anh em đủ điều kiện mới bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Anh cho biết, việc triển khai thợ lặng tinh nhuệ và phương tiện hiện đại nhất trong tìm kiếm nạn nhân mất tích thể hiện tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 126 đối với nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất có phần xoa dịu nỗi đau đối với thân nhân người bị nạn. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Duy Phiên, giáo viên lặng lữ đoàn 126 chia sẻ, theo kế hoạch, lực lượng thợ lặn của lữ đoàn 126 sẽ tìm kiếm toàn bộ khu vực từ chân cầu Phong cho cũ về phía hạ lưu đến khu vực cầu Phao mới, tìm kiếm đến đâu, đánh dấu đến đó do tốc độ dòng chảy lớn, lượng phù sa nhiều, tầm nhìn dưới nước rất hạn chế nên quá trình tìm kiếm thợ lặn phải vận dụng tổng hợp các kỹ thuật chuyên ngành để tìm kiếm nạn nhân, làm việc trong môi trường sông nước hết sức khó khăn, song chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ đại tá Nguyễn Đình Cương, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ về lực lượng, phương tiện. Với lực lượng tinh nhuệ của Lữ đoàn 126 cùng trang bị khí tài hiện đại, chúng tôi hy vọng công tác tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện sẽ đạt được kết quả cao nhất. Sau bão lũ, hàng nghìn cây hoa đào trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội bị thiệt hại do ngập úng nhiều hộ dân trồng đào đau đầu vì gặp khó. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương và ông Nguyễn Văn Nghị, trú tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, là một trong những hộ dân trồng cây hoa đào nhiều nhất thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, với khoảng 1.000 cây đào rừng và đào tán thông trên diện tích hơn 5 hectare. Bà Hương đã phải chăm sóc trong vòng 3 năm. Ngoài ra, 2 hecta trồng mướp và một số loại rau màu khác sắp đến ngày thu hoạch bị xóa sổ sau trận lũ lụt vừa qua, ước chừng tổng thiệt hại khoảng hơn 3 tỷ đồng. Dù đã có kinh nghiệm từ các trận ngập trước đây, nhưng gia đình bà Hương vẫn không thể chống đỡ được trận lũ lụt năm nay. Bà Hương chia sẻ, chỉ trong vài giờ nước lũ dâng đến rốn người trưởng thành, máy xúc cũng không thể hoạt động. 3 năm hai trận ngập lụt như thế này thiệt hại với gia đình tôi là quá lớn. Theo bà Hương, giá của một cây đào rừng khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng, Trước đó thương lái đã đến mua khoảng 30 cây đào và đặt cọc 30 triệu đồng. Chỉ chờ đến ngày đem đi, mùa hoa đào năm nay gia đình bà dự tính sẽ bán ra khoảng 500 cây với 2 ha trồng mướp với giá 10.000 đồng một ký. Bà Hương nhẩm tính sẽ có một mùa hoa và rau bội thu. Ngày 11 tháng 9, tất cả những hy vọng của gia đình bà đều trôi theo dòng nước lũ. Bà Hương chia sẻ: "Bây giờ có công ty đến xử lý cây ngập úng đã là tốt lắm rồi, tôi không dám lấy tiền của họ." Số lượng cây thiệt hại nhiều quá, gia đình tôi chưa biết phải xử lý như thế nào. Gia đình tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà nước, chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng thôn Phù Trì, xã Kim Hoa cho biết, thôn Phù Trì hiện có 1.230 hội dân, hơn 6.000 nhân khẩu. Số hội dân trồng cây hoa đào lên tới 80%. Sau cơn bão số 3 vừa qua, thôn Phù Trì và ba thôn thuộc xã Kim Hoa bị ảnh hưởng nặng nề. Diện tích đất trồng hoa đào và cây rau của người dân bị nước lũ nhấn chìm khoảng 45 hectare. Ông Hiếu thông tin, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo xã để có phương án xử lý hỗ trợ người dân thiệt hại do lũ, để phục hồi sản xuất và đảm bảo đời sống nhân dân nhanh và hiệu quả nhất, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu tập trung lực lượng phương tiện khắc phục, phục hồi sản xuất, bơm tiêu úng, buộc dựng cứu lúa vụ mùa ra soát đánh giá, thống kê, hỗ trợ thiệt hại theo quy định, xây dựng phương án tăng cường sản xuất vụ đông để bù đắp cho những diện tích rau màu vụ mùa bị thiệt hại. Đêm ngày 1 tháng 10, một đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng bán máy rửa xe ở đường Nguyễn Văn Linh với cột khói bốc cao vài chục mét. Ngay sau đó, các lực lượng công an quận Long Biên, công an huyện Gia Lâm, đội chữa cháy khu vực 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hà Nội đã có mặt khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo thông tin, khoảng 19 giờ tối ngày 1 tháng 10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho và văn phòng làm việc của một công ty tại địa chỉ số 3 và 5, đường Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Đám cháy nhanh chóng bao trùm kèm theo lượng khói khí đậm đặc. Khi phát hiện ngọn lửa, người dân đã báo cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên, đội chữa cháy khu vực 1 và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện gia lâm đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ thời điểm lực lượng chức năng có mặt cửa hàng trên khóa trái cửa bằng cửa cuốn đám cháy xuất phát từ bên trong lan ra ngoài lực lượng chức năng đã triển khai chữa cháy tại chỗ ngăn đám cháy không lan sang các khu vực bên cạnh trong đó có nhiều cửa hàng là gara ô tô lực lượng chữa cháy nhanh chóng tổ chức trinh sát hiện trường tìm kiếm cứu nạn phun nước và mở đường tiếp cận đám cháy Tuy nhiên, phía bên trong do chứa các bao bì, vỏ giấy đựng thiết bị là chất dễ cháy, nên đám cháy bùng phát dữ dội, gây cháy lớn, tạo khói, khí độc, gây khó khăn cho việc không chế đám cháy. Các lực lượng chữa cháy đã huy động thiết bị máy móc, gạt các cấu kiện bị sập che khuất đám lửa để phun nước. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã không chế và dập tắt đám cháy. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước giảm áp, dập tàn từ các phía và trên cao. Được biết, khu vực xảy cháy là nhà kết cấu khung thép, mái tôn của công ty trách nhiệm hữu hạn coku Cụ việt nam vụ cháy không có thương vong về người thiệt hại về tài sản và nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ Thưa quý vị, mới đây, ngành đường sắt Việt Nam vừa ra thông báo có liên quan đến vấn đề hoàn trả tiền vé bảo lưu cho khách hàng giai đoạn đại dịch COVID-19. Theo đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành đường sắt phải tạm ngừng một số đoàn tàu khách vào dịp Tết Nguyên đáng năm 2021. Để tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, ngành đường sắt đã thực hiện việc hoàn tiền vé hoặc bảo lưu sử dụng vé cho khách hàng trong thời hạn một năm. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hơn 4.000 khách hàng chưa hoàn tất thủ tục để nhận tiền trả vé, tương đương gần 2,2 tỷ đồng. Ngành Đường sắt thông báo và đề nghị các khách hàng nói trên tới nhà ga gần nhất để thực hiện việc trả vé bảo lưu thời gian từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024. Sau thời gian này, ngành Đường sắt sẽ ngừng hỗ trợ việc hoàn trả vé bảo lưu theo quy định. Khi đến làm thủ tục hoàn tiền vé bảo lưu tại các nhà ga, khách hàng cần mang theo biên bản trả vé, vé bản gốc có đóng dấu nơi trả vé và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp bị mất biên bản trả vé Người trả vé cần điền đầy đủ nội dung theo mẫu tại nhà ga. Khách hàng cũng có thể gọi tới tổng đài bán vé để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể. Cuối chương trình là thông tin về tình hình thời tiết các vùng trên cả nước. Theo dự báo, ngày 2 tháng 10 năm 2024, do tác động của gió mùa đông bắc, khu vực Hà Nội chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi phía bắc có nơi rét dưới 19 độ. Trên biển, bão số 5 nối với rãnh áp thấp gây mưa rồng, gió giật trên vịnh Bắc Bộ. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc, 119,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 đến 22 độ vĩ bắc, nối với cơn bão số 5 ngày mùng 2 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Đêm ngày 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật trên cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ ngày 3 tháng 10, gió giảm dần trên đất liền từ sáng sớm ngày 2 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến từ Thiên Huế, có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, từ đêm ngày 2 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Chiều và đêm ngày 2 tháng 10, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ cường suất lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2 tháng 10. Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời chuyển mát nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng Thanh Hóa tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào chương trình tiếp theo.